Xin chào các bạn. Để tiến hành mà thực hiện rải mặt xanh như thế này hoặc là rải xốp như thế này một cách nhanh nhất mà được đẹp nhất thì mời các bạn sẽ cùng thực hiện với mình. Thì để thực hiện gắn xốp như thế này. Này. Các bạn sẽ dùng một cái chậu và chúng ta sẽ cắt một miếng xốp cho nó vừa khít với cái miệng chậu như thế này. Và phần trên, khúc trên của miếng xốp này chúng ta cắt hơi to hơn so với miệng chậu để khi mà chúng ta nhét vào á, cái xốp nó chắc cái chậu hơn. Đặt vô và các bạn sẽ nhấn xuống. Rồi, sau khi nhấn xong thì các bạn cần thực hiện đó là chúng ta sẽ rưới keo sữa này khi mua về thì có thể nó đặc hoặc là có nhiều chỗ là đã được pha sẵn, là các bạn cho một chút xíu nước vô để chúng ta quết cho nó dễ ha. Đó, lấy cái cán muỗng các bạn sẽ chét đều lên cái mặt xốp. Các bạn chét đều những cái góc của nó luôn để khi chải mạt cho nó đều hơn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã chét keo xong. Để thực hiện được cách rắc keo lên như thế này thì các bạn sẽ dùng cái mạt xanh. Các bạn chuẩn bị cái mạt xanh này. Chúng ta sẽ dùng muỗng thì chúng ta rải đều lên trên cái lọ. Rồi để nó được vô các góc thì các bạn chỉ cần lắc nhẹ như thế này. Như vậy là chúng ta đã được một cái chậu hoa và được phủ một cái lớp mạt xanh phía trên, nó che cái lớp xốp phía dưới đi ha, mà nó làm cho cái mặt của cái bề chậu của nó được đẹp. Rồi tiếp theo là cách thực hiện để chúng ta rải cái hạt xốp lên bề mặt của cái miếng mút trong chậu này. Thì các bạn cũng cần một cái chậu đã được nhét xốp sẵn như thế này. Và chúng ta cũng sử dụng keo sữa. Các bạn cũng quét trên bề mặt của cái miếng xốp. Chét đều các góc của nó nha. Rồi thì sau khi chét keo xong như thế này, các bạn chưa có rắc cái mặt xanh trước mà chúng ta sẽ dùng hạt xốp màu của mình. Chúng ta sẽ rải lên bề mặt của cái keo đó. Lắc lắc cho miếng keo nó lắc lắc cho cái hạt xốp nó dính vô keo nha. Như vậy là cái hạt xốp mình đã được dính trong keo rồi đó.
Rồi, sau đó để che cái lớp xốp trắng ở dưới thì các bạn sẽ tiếp tục dùng cái mạt xanh này. Chúng ta phủ một lớp phía trên. Các bạn sẽ lắc nhẹ cho cái mạt xanh nó rã đều. Nếu mà dư thì chúng ta sẽ đổ lại cái mạt xanh vô trong cái chậu của mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện được cách làm thế nào để bỏ cái hạt xốp trên bề mặt của cái chậu hoa nè. Rất là nhiều màu, theo cái màu mà mình yêu thích. Hoặc là chúng ta có thể không rắc hạt xốp, là chúng ta chỉ cần rắc một lớp mạt xanh ở phía trên khi sau khi chúng ta đã thực hiện chét keo sữa nha. Như thế này. Rồi, và shop mình có rất là nhiều cái mẫu chậu rất là đẹp. Thì các bạn ghé thăm shop để tham khảo nhiều mẫu chậu nha. Xin chào các bạn.